Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình này, và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Hành hương mùa chay đến đền thờ Chúa Giêsu bị đánh đòn. Kính thưa quý vị và anh chị em, do đại dịch coronavirus, đây là năm thứ hai những người hành hương trên khắp thế giới không thể đến Jerusalem để tham dự các cử hành trong tuần thánh. Vì thế, các linh mục, tu sĩ dòng anh em hèn mọn, hay còn gọi là dòng Francisco, quản thủ thánh địa, đã làm các video hành hương trực tuyến. Trong chương trình này, các ngài giới thiệu với chúng ta cuộc hành hương mùa chay đến đền thờ Chúa Giêsu bị đánh đòn. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Hiền Hòa. Trong các video chúng tôi đã phát trước đây về đàn thánh giá, chặng đầu tiên của con đường thánh giá hay Via Dolorosa, là đền thờ Chúa Giêsu bị đánh đòn để kính nhớ biến cố Chúa Giêsu bị quan Pilato kết án tử hình và bị đánh đòn. Cha Claudio Bottini, linh mục dòng Francisco cho biết như sau: những ai đi ngang qua Via Dolorosa không thể không bắt gặp, dù muốn hay không, một khu phức hợp khá rõ ràng nằm đối diện với một ngôi trường tiểu học của chính phủ. Đối diện về phía bắc của ngôi trường này là khu phức hợp Flagellation, tức là đền thờ Chúa Giêsu bị đánh đòn. Nhà thờ Flagellation có nguồn gốc từ thời Trung Cổ, mà truyền thống coi đây là những khoảnh khắc trung tâm của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài đến vườn Gethsemane để cầu nguyện, ở đó Ngài bị bắt, và sau đó bị đưa đến nơi trước đây là dinh Antonia. Nó chắc chắn nằm ở đây vì vào cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu vết La Mã cổ đại có niên đại thời Chúa Giêsu, được đặt tên là Lilostrotos, có nghĩa là sàn lát đá, tức là sân nơi quan Pilato xử án Chúa Giêsu. Nhà thờ Flagellation ban đầu được xây dựng bởi quân thập tự chinh vào thế kỷ thứ 12 và sau đó bị bỏ hoang. Năm 1838, nó được các tu sĩ dòng Francisco mua lại và mở cửa trở lại. Kiến trúc sư Paluzzi đã khôi phục lại nó vào năm 1929 theo phong cách điển hình thời Trung Cổ, giữ lại bức tường ban đầu để gắn kết nó với truyền thống cổ xưa. Các cửa sổ kính màu Camelotti mô tả cảnh Pilato xử án, cảnh các thầy thượng tế đòi kết án Chúa Giêsu và tha cho Baraba. Trên mái vòm của nhà nguyện có một bức họa vương miệng gai. Trong nhà nguyện kết án để tưởng nhớ biến cố quan Pilato kết án Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ tìm thấy sàn lát đá từ thời La Mã, mà còn có cả một phần của tòa nhà đã được bảo tồn. Đền thờ như chúng ta thấy hiện nay được xây dựng lại vào năm 1904 bởi linh mục dòng Francisco Gwendolyn Interkelzer trên tàn tích của một nhà thờ thời Trung Cổ. Chúng tôi không chỉ lưu giữ những ký ức xa xưa mà còn lưu giữ những ký ức sau này được hình thành bởi lòng mộ đạo, bởi lòng sùng kính Kitô giáo. Vì vậy, trong nhà nguyện kết án, chúng ta có một bức tranh cổ điển tên là Esse Homo, nghĩa là đây là người. Đó là câu Pilato nói khi trình diện Chúa Giêsu trước đám đông để mong họ đổi ý, như chúng ta thường đọc trong kinh cầu chịu nạn Chúa Giêsu. Pilato đem ra cho dân thấy mà thương. Chúa Giêsu đội vương miện bằng gai được đưa ra trình diện trước đám đông. Bên trong nhà nguyện nhỏ này cũng có một bức tranh khác. Bức tranh này được thực hiện bởi gia đình nhà quyền quý Catonai Sacchegna, một gia đình nổi tiếng từ cuối những năm 1800. Bức tranh mô tả Thánh Gioan, môn đệ yêu dấu của Chúa, và bà Maria Maddalena đang giơ cao một tấm màn để bằng cách nào đó che không cho Đức Mẹ nhìn thấy thi thể của Chúa Giêsu sau khi bị lưỡi đồng đâm thâu qua. Theo cha Claudio Bottini, đây là một cảnh tượng được cho là của Thánh Bonaventura, người viết rất nhiều các bài suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi. Đây là hai kỷ niệm liên quan đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu rất được khách hành hương yêu mến khi khởi đầu con đường thánh giá.
Đối diện với lối vào còn có bảo tàng đa phương tiện, nơi giới thiệu Via Dolorosa, con đường thánh giá mà các bộ sưu tập khảo cổ của Studium Biblibum Franciscanum, gọi tắt là SBF. SBF là một tổ chức khoa học dành cho việc nghiên cứu và giảng dạy kinh thánh và khảo cổ học quốc tế. Nó được hình thành bởi dòng Francisco quản thủ thánh địa vào năm 1901 và đã hoạt động liên tục kể từ năm 1924 cho đến nay. Một nhóm các nhà khảo cổ học, những người mà chúng tôi sẽ dành một chương trình đặc biệt để đề cập đến, đã tổ chức nhiều chiến dịch khai quật và khám phá những di tích quan trọng nhất của thánh địa. Lạy Chúa nói thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.